Xin chào mọi người, chào tháng mới, kính chúc tất cả mọi người, gia đình, anh em, bạn bè, quý khách hàng mọi miền tổ quốc, sức khỏe, tài lộc, công việc hanh thông. Nay Phạm Phát Tài xin giới thiệu đến tất cả mọi người, giống chó bảo vệ huấn luyện Bedby hay còn gọi là Malinois, một trong những dòng chó hot nhất hiện nay, cuốn con được 2 tháng cân nặng 6kg hơn kém, đã vào vaccine và sổ run định kỳ. Mọi người có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0941936236 hoặc 0856555113. Xem trực tiếp tại cầu vượt quốc lộ 47, Lê Lai, Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.